Và bây giờ chào mừng mọi người đã trở lại với chương trình Share Livestream của chiếc Wambo. Thì hôm nay là chúng ta sẽ tiến tới đó chính là so sánh giữa hai loại tteokbokki ở trong GS25 và nước nho, một chai nước nho của Nho Việt và Nho Hàn battle với nhau. Ok, cầm kỳ lắm luôn đây. Thì bây giờ đầu tiên là Duy đi, bây giờ đảo đảo lại ha. Ok, đúng rồi, lần đầu tiên ăn thử tteokbokki đóng hộp mà cũng lần đầu tiên mà vô GS25 luôn. Ok. Ok. Sao vậy? Ủa nó chào lên hả? Ủa sao nó chào lên được vậy? Đầu tiên thì cái đầu tiên khá là sệt. Ê, nhìn nó giống nuôi Việt Nam quá ha. Và cái loại này nè. Còn nóng không vậy? Cái loại này không biết tên tiếng Việt. Thấy tên vậy thôi. Nói chung là đây là cái vỏ của nó, đây là cái vỏ của nó. Nói chung là nó thuộc về thương hiệu US, nói chung là của GS luôn á. Rồi, ok. Cái loại này sẽ có hai gói nha, một gói nó giống như đầu bóng kia vậy đó. Còn một gói là một phô mai. Rồi ăn đi. Rồi. Cái màu của mình nó đậm hơn xíu nha. Đúng rồi, bên đây thì nó cái màu nó đậm hơn, nhưng mà bên đây thì nước nó lại lỏng hơn bên này nó lại nước lại đặc hơn. Nó mùi gì ạ? Ồ, phô mai đúng không? Hơi nhạt hả? Ồ. Tại vì nó có một loại siêu cay nữa mà tại vì con ăn cay không được cho nên con bao lựa loại này. À. Còn thử cái này coi. Đúng rồi, phải đổ thêm hay gì nhé. Nè, có bị muối tiêu của cái bị trứng nè, đổ vô. Rồi bên đây. Loại này thì nó đắt hơn loại này nha. Loại này là hình như có 20 mấy ngàn thôi, còn loại kia là 30 mấy 40 ngàn gì đó. Nhưng mà mình thấy là mình rất là miễn phí. Còn hỏi chuột sẵn của phu ma. Rồi, ok. Thì cái nước nó đậm hơn nhưng mà thực ra cái màu của nó cũng vậy. Cái màu nó cũng ngang ngang nha. Sao? Bạn này ngon ha. Thì giá tiền nào giá đó. Ok. Nhưng mà nó có bằng tóc kia mình ăn ở nhà hàng rồi này kia không? Thì dai hơn. Bị cứng. Nó vẫn bị không chín. Nó tái tái á. Bị cứng. Mình nấu lâu thì lâu nó vẫn bị nha. À. Thành ra là không biết làm sao, không biết sao để làm giống ngoài tiền thì khó quá. Rồi bây giờ là đã ăn hai loại rồi thì bây giờ vote đi. Rồi chắc cái biết kết quả đã rồi. Ok, và đưa lên nè. 1 2 3 đưa lên nè. Rồi. Đây nha. Rồi, quan bọn đi. Đó là khẩu vị của mình. Vậy bây giờ quên bao tức là quên bao nha. Quên cái gì mình đưa luôn cái nước này nhé. Hết hồn, tự nhiên thằng quán tính em tưởng anh đổ vô chỗ này. Còn bên kia. Ồ, hơi đắng hả? Vậy là tươi, vậy là Nha Đam khá tươi đó. Tại Việt Nam mà kiếm nho xanh cung cực gì ba gì đó, định đổ ra tay hả? Đó, thôi tưởng đổ ra tay chứ. Ồ, sao cái gì của Việt Nam cũng đậm hơn vậy? Có nào cho tính chất của nho không? Nho tím thì nó đậm mùi hơn là nho xanh. Không, mà nho xanh đậm đậm hơn chứ, nho xanh là chua mà. À. Là cái thành phần đương nhiên là có, nhưng mà là để mà có cái mùi vị cho mọi người thấy nó rõ, được rõ đó là phải có hương liệu vậy. Có một cái điểm trừ trong GS25 đó chính là nhạc mở lớn quá. Hiện luôn á, nó chuyện như đang gây lộn với bà Dương Hoàng Yến cái gì á.
Vậy tao bò đi. Thật ra là nếu mà muốn thì muốn thì hai bằng nhau. Bằng nhau hả? Tại vì Ồ, mỗi có cái một nó cái có một, quà. tại vì nó có mỗi cái cách riêng. Rồi bây giờ Wimbo sẽ nói cho Duy biết một cái gọi là bất phân thắng bại nè, giờ nó rõ ràng liền nè. Cái này nhiêu tiền? Cái này ba mấy nghìn rồi. Nói chung Ba là thấy nếu đây mà là bài, đây ngang là nhau bài. thì cái này có vẻ bại. Tại vì Không có khi nào do cái khẩu vị của mình nữa. Không, thấy em nghĩ nếu như mà tùy gu thôi, nếu như mà gu của em thì em lại thích nó dày mà nó đắng nhẹ hơn, tại vì nó tươi hơn mà mình cắn nó cũng sướng răng hơn. Bà sẽ thử cái chân đạp. Rồi, Cái tê đầu tiên mà Wimbo sẽ làm khác bao nhiêu đó chính là Wimbo sẽ nhào cái này nè. đúng không nè, tại vì thường mình ăn cốc kia trong nhà hàng mình cũng vậy. Sao trướng vậy? Cách nó hơi khó. Thôi, Wimbo em sẽ chọn cái này. Đây, xin ra đi ăn Rồi, nhỉ nha. Xin ra đi ăn nhỉ nha. gấp lần được 30 ấp nha, Cướp giùm nha. rồi sẽ ra con này đá hơi cận nha, nãy là như mới lùa lùa rồi đó. Ngon như bình bình. Ngon sẽ ngon cho năm mừng, trời ơi gan quá. Phô mai con một người của Việt Nam thì nó hơi mặn, nó hơi chua, nói chung là để có vị để với cái bánh mì ăn đó, là loại nó là chuyên dùng Cái với này bánh là cái mì. phô mai của cái Bánh rít đó à, cái bánh rít của là Việt nó Nam làng nha mọi người, nó làng nha. là kiểu như phô mai mặn á, nói gì lạ không nổi, cái này đâu có lạ. Ủa sao vậy, sao như thế nó lại càng làng hơn phô mai con một người thôi. Cái nói chung là cái này là cái loại mà duy nó có mùi nè, Ừ thì đó. còn loại này không có mùi nè. Rồi. Dù có sẵn thử chỉ làm quá à. Cô ăn hay Duy ăn mình cũng nhận xét. Rồi, ok, bây giờ tới mình bo nè. Chỉ công bằng đúng không? Để mất nó công bằng. Lan chanh Chứ không là bị chi phối. Lạc đúng không? cái rau nó là gì vậy đó. Cái vị nó rất là ngang. Nó ngang ngang mà nó Không có đậm bằng cái này. Cái này là ăn nháy là cái phô mai này. Còn cái này nó giống như là một loại súp của Trung Quốc mà không ăn rồi, không nhớ tên là súp. Tại vì không có để thêm viên. À. Ê, quen đúng không? Quen Nó lắm. cũng như tàu Đúng. mỡ. Đúng rồi. Nói chung là con nghĩ rằng cái này là phải tiếng Hàn chúng ta. Tiếng Hàn. Hay là tiếng Trung. Ok. Share the cheese. Trời ơi. Hết hồn được chưa, ba ra bảy. Cheddar là một loại phô mai gì đó. Rồi, ok. À. Mình sẽ sợ cái này để mình ra. À. Phô mai cheddar. Loại gì? Là cái loại phô mai nó lạ vậy đó. Cái loại phô mai này là Bánh của của nó rất là quen với mà nó được dùng để làm bánh. đúng rồi. Rồi. À. Rồi bây Ồ, giờ cái gì? Giật cái mình luôn á. ăn là mình uống nước nè. Đầu tiên là sẽ này khó càng càng hội đồng chuyên môn nè. Là quanh ba thích cái này hơn. tại vì sao? Tại vì Duy thì hơi chung chung nhỉ, nhưng mà Bo thì Bo có thể cảm nhận được kỹ hơn, tại vì Bo là cái người mà coi như là ăn dầm nằm kệ từ nhà hàng mà ra tới người thường, cho nên là Bo rất là Mọi người ơi, mọi người vị này sang hơn nha. sang rồi, Sang mọi hơn người tại vì sao? Nó ngọt ngọt, nó tinh tế, nó tươi. Còn bên này hương liệu đúng không? Hương liệu cũng mà có nghĩa là uống khô là nghe cái mùi nho, mà trong cái chai ép 7 ngàn. Mọi người ơi, mọi người có xem số phân biệt nước của Quanh Bom trang cái mùi chi chưa? Đấy, mình thử ra nè, tôi có mong nghĩ rằng là cái này cái đúng rồi, tiền nào của nó thì nó sang hơn. Rồi,
sang ừ nó sang hơn mà cái cảm giác là cái vỏ ốc nó cũng xinh hơn đấy, thành ra nếu như mà nó là cái này nó mặc thì nó có lý do nó không thể nào gọi là ngang nhau được, tại vì cái hương vị này nó hơi bị màu, nó hơi bị hương, nó hơi bị hóa chất, còn cái này nó là thanh người nghe mà họ thấy ăn được mình không có cái này cái này mình đã không nói kết quả là rõ ràng rồi, còn cái này là cái mùi nó hơi khó ăn mà nó không ăn được mà nó khó ăn. Còn cái này là chè đào, chè đào một bé uống tù nữa còn hình như là mà hình như là xin cấp không được. Ok bây giờ quay đảo các sản phẩm để em sẽ đi. Ok rồi, hôm nay là mình với con bo đã giờ này là 12 giờ hơn rồi và mình với con bo đang chiếm đóng một bàn tại G25 và đây và bật bí với mọi người chút xíu là một xíu nữa mình sẽ với one more sẽ thực hiện một cái thử thách là đập trứng. Đây đây là những cái hộp random hồi dễ thương quá kẹo Pokemon nè để xem là phía trong là mình em may mắn hơn mình sẽ được những cái gì nha. Mỗi cái thì sẽ có mỗi cái riêng họ mỗi cái món quà riêng ở phía trong nha. Xíu nữa mình sẽ đập trứng. Đó. Cái đào này nó bổ lắm. Nó phải cái đào đào tươi của bên mình, đào tươi bên mình thì nó hơi bị ngọt gắt á, nhưng mà cái đào bên này thì nó sẽ rất là ngọt dịu. Ôi thơm quá. Đứng nha chưa uống nha, đứng đây mà nó rất là thơm mà nó rất là thanh mà nó rất là ngon mà rất là ngọt. Nghĩ mà dịu dịu quá chứ không phải là nó ngọt hay kiểu đậm đâu. Đây, để em quay anh review cái này cho em. Ồ, mê lý. Ồ, mê lý. Đúng rồi, nó không có chua lè như Việt Nam mình đâu. Đúng rồi. Ừ, khua cái này ra thôi mà cũng đã có cái mùi thơm. Đấy, thơm nhiều quá, cái nào bó quá chất. Để con nó tương vị. Đâu, nét nét coi. Thôi con nét nét nha. Nước ép đào 30%. Phần thịt quả là 1,84. Đấy, nước cốt hồng trà. Đúng rồi. Thành ra nó mới có hương đào mạnh đấy như vậy. Thì một bịch như vậy là có giá 20 mấy nghìn. Thì cũng đáng, đây là của hãng Nóc Châu Quân. Nóc Châu Quân. Đây là cái vỏ của cái Nóc Châu Quân đó. Nói chung là hình như có vẻ như là Duy đã có thêm một thương hiệu nước uống mà mình yêu thích rồi nhỉ. Đấy. Thì tóm lại là trong cuộc chiến này thì có vẻ như Việt hơi bị lép vế về phần nước. Có nghĩa là về phần nước uống thì có vẻ như là hàng họ làm tinh tế hơn, họ làm nó nghe có mùi nó sang sang hơn một chút xíu đúng không nè. Ok, và con mong thế nào để đồng cho mình luôn. Thì giá ở chiếc S25 này theo con mong nghĩ là nó cũng đã tương đối khá là đồng điệu với lại Việt Nam rồi. Tại vì khi mà qua hàng nó sẽ đắt hơn một chút xíu, nhưng mà khi mà được bán chiếc S25 thì giá thành cũng đã được giảm hơn một chút xíu. Ok, và một lần nữa cảm ơn mọi người đã theo dõi Xe Mình Xe, và hãy nhớ theo dõi Xe Mình Xe lúc 19 giờ mỗi ngày để có thể cập nhật thêm nhiều địa điểm thú vị nữa nhé. Bye bye.